Này. Đây, bạn tặng Hy cái này về tí nữa. Lúc cháo. Lúc cháo à. Hết lúc cháo. Hết cả nước suýt luôn. Nó sợ hết mỡ. Hello anh em nhá. Hôm nay anh em mình làm quả vlog mà nướng gà ngon hơn cả lẩu của Khoa Bắp ở bên Mỹ. Mấy cả tiếp đón anh em Kiên Trổi nhá. Anh em nhìn thấy bên mình chuẩn bị một con gà với cả 20 cái xúc xích. Quá trình nướng mất khoảng là bao nhiêu nhỉ? Mấy tiếng nhỉ? Tầm 2 tiếng. Mất khoảng 2 tiếng anh em ạ, 2 tiếng để nướng một con gà với cả 20 con xúc xích. Anh em cùng đón xem anh em nhá. Đó đi thôi. Anh em nhìn này, đây là quá trình đi chặt tre để xiên gà anh em nhá. Đây, đây là quá trình đi chặt tre để xiên gà này. Mẹ cái cây này là xong các cái đóng mồm nó không? Đấy. To quá. To không? Đấy, quá trình chặt tre cả xiên gà, đây là trúc không phải tre anh em nhá. Ở quê mới có thôi chứ tôi nói thật anh em Hà Nội làm gì có cái cảnh này đâu. À đây. Đấy, anh em nhìn này. Đấy. Đấy, mình lội xuống nước để quay chân thực nhất nhá. Ông nói măng măng nướng không? Rồi ta đi mất cái dao đi em. Đấy. Thanh niên nào trắng kia thì chả là cái nước non gì, cứ ngồi đọc phét. Đấy. Để chọn những cái cành tre mà tre càng đẹp thì nướng gà càng thơm anh em nhá. Đấy, tre này là phải tre lon. Ui đi này. Từ cái ngọn này mới đẹp này. Ngọn nào? Đây. Đâu? Đây quả này hình nội xuống hình rút cho anh là xong rồi. Hình ơi. Anh em nhìn này, đây bụi tre ở quê nhá. Hình ơi. Chỉ có ở quê nó có cảnh này thôi. Được chưa anh em? Em còn biết à. Hà Nội không ở có cảnh này. Hà Nội không có đấy. Đấy. Non sao anh? Già mà. Đấy anh em nhìn này, quá trình chặt tre cũng phải là chọn những cái cây tre mà nó xuất sắc nhất và hoàn hảo nhất anh em nhá. Phải tre ngà luôn chứ. Đấy. Anh em nhìn nhá, và bây giờ là đến đoạn mà xiên gà để mà chuẩn bị cho lên nướng. Cái bước này là rất là quan trọng anh em nhá. Anh em nhìn này. Đấy thì cái trúc nhá, cái trúc này rất là sạch sẽ nhá, rất là đẹp luôn này. Cái trúc nó thẳng luôn anh em nhìn này, thấy chưa? Đấy. Và đây là con gà nhá. Gà to lắm. Đấy, ui con gà này anh đoán bao cân? Gà to vậy chứ. Nhá. Một chân cá. Em chỉ đoán con gà này. Con gà này rơi vào khoảng cân 8 2 cân không? Hơn 2 cân. Hơn 2 cân anh em nhá. Hơn 2 cân để mà quay cho em clip này. Thật sự là mình nói thì cái đồ quê rất là dân dã, mình thấy là còn ngon cả đồ của lẩu của Khoa Bắp bên Mỹ. Anh Khoa Bắp có đang xem video này thì cho em xin một like anh Khoa Bắp nhá. Thế anh lấy cho mình mấy cái túi xúc xích đây cái. Đấy, nhìn nhìn mình. Đấy, xiên gà chi tiết chưa? Xiên cẩn thận luôn đấy. Đấy. Làm hết hỏng cái chanh anh. Phá. Đấy. Đấy, đã xiên qua con gà rồi anh em nhá. Và bây giờ tí nữa chuẩn bị trong thời gian mà đợi gà nướng thì mình có nướng xúc xích để ăn nó chống đói. Vì anh em ở đây từ hôm qua chưa ăn gì rồi. Tất cả đều chờ từ hôm qua chưa ăn gì.
Còn thanh niên áo trắng này thì đang đi tán gái thì bắt ở lại quay vlog. Không biết người yêu người đương nào ở đây. Anh em nhìn thấy quả cảnh trúc đẹp không? Đấy, cảnh trúc rất là đẹp nhá. Đấy, còn thanh niên kia thì đang ngồi không biết làm gì, ngồi câu cá. Ơ, hình ra gỡ mình cái. Đâu? Ở cái chỗ biển báo kìa. Đấy, anh em nhìn này, con gà này, đẹp không? Quá là chi tiết luôn. Đấy, còn đâu lửa thì đã nhóm xong nhá. Và tất cả mọi thứ đều trong vòng tay hết rồi. Trong tầm tay hết rồi anh em ạ. Lửa đi. À đây, trời ơi, chi tiết vào cái bông đen đây, trời ơi. Đấy, lấy em này anh ơi. Rơi bông đen đấy. Cho mượn gà ơi, bắt mở mắt to ra đây. Cho mượn gà. Anh em nhìn này. Ờ cái dây đấy. Ôi trời ơi. Đấy, con gà lướng này. Con gà này rơi vào khoảng gần 2 cân. Gần 2 cân con gà này anh em nhá. Đấy. Và đây là lòng mề có đủ cả nhá. Đủ cả lòng mề, đủ cả chân tay các thứ luôn. Và kia 20 cái xúc xích. Ok. Để dây thép này. Rồi. Đấy anh em nhìn này, đấy dây cũng phải sát trùng chứ, cũng phải rửa bằng nước sạch nhá. Sát trùng. Đấy. Này xúc xích này. 20 cái xúc xích luôn. Còn tí nữa thì có tí cái cây nữa cho phần hình cầm lên để anh chói luôn. Đấy. Đây, tiếp theo này. Nó có ấy. Đấy, anh em nhìn nhá. Gà này là gà sống anh em nhá, nhìn quả màu này. Chà màu, nhìn phát biết gà sống luôn. Đấy. Sao cái gì gọi tên em trong đêm. Anh em nhìn này, được chưa? Rất là đẹp luôn, rất là chi tiết luôn. Cầm dài ra để một chân. Đấy. Còn bây giờ là mình chuẩn bị lướng xúc xích nhá anh em nhá. Lồ phết đấy, lồ phết đấy. Đâu trong chuyện này anh cần. Đâu, dây thép. Anh lấy xem cái dây thép ra đây. Dây thép ở gốc cây à? Đâu. Gốc cây này anh vừa xén nóng quá, đau cả tay. Ừ. Nó không có kìm khó vặn lắm. Dây to. Đấy. Kìm không bị trôi. Đây phải lấy dây. Ui, nóng cả tay anh vừa lấy. Ai à? Anh cũng một cái thôi, quay vòng tròn anh. À, nó vẫn nóng tay ấy. Nóng này tay. Đéo có cái kìm thì nó đi quay. Kê gạch vào mới Ngọc này kìm đấy, Ngọc về lấy mày ngu lắm. Thôi, mày phải sai Ngọc cái chữ thằng rốt thật. Học rốt. Hình thế đó là từ bỏ hết công hai để bỏ thật. Không có bụi. Để lùi sang bên kia cho nó tản bớt. Đấy. Em nhỉ. Khoảng 5 anh em ăn hết một con gà cả 20 cái xúc xích. Không biết có hết không nhưng mà cao cao lên cho nó đợi. Nhưng mà mình thấy khá là chi tiết nhá. Quả gậy nhóm lửa anh em nhìn này, gậy đúng kiểu gậy thành gióng luôn nhá. Gậy thành gióng luôn. Tôi không đánh rơi đấy. Tôi không làm rơi. Tôi không làm rơi đấy. Em nhìn này. Đấy, ui ôi. Vậy thì ta cắn trả báo anh lúc anh ra mình tặng. Anh em nhìn này. Bảo hình hai đứa về ăn mừng mình với nhau. Đẹp thật đấy. Và trong lúc chờ gà lướng anh em mình có đi câu cá anh em nhá. Câu cá câu từ sáng chả thu phát nào. Mình đi tìm đây có khi mình tí để vớ được cái tổ chim bị ngon. Câu từ sáng chả thu phát nào. Dài đâu, đồ ăn có rồi. Đây, chân dài anh em nhìn này. Đấy, xúc xích này. Xúc xích cũng khá là thơm rồi nhá. Đảo đảo con gà cho nó khô. Đấy, xúc xích khá là thơm anh em nhìn, đẹp mắt không? Ô, thằng Ngọc không kẹp lút cái này vào. Rồi, cái này chỉ có ở quê mới có thôi anh em nhá. Ở thành phố thì không bao giờ có cảm giác như này, ấm cúng như này rồi. Cả. Anh em mày gác cái gì ở đây đúng không? Không. Ở thành phố chỉ có đi ăn lẩu. Đấy, ui, nóng tay luôn anh em ạ. Đấy. Để... 2 tiếng xong anh nhỉ. Con gà này nếu mà lướng mà củi mà nó không bị ấy thì chắc chỉ tầm tiếng 50 phút. Ôi 50 phút à? Cái kia nó gió nó tạt. 50 phút bác ạ, là được ăn. Khoảng 50 phút là được ăn anh em nhá. Đấy.
chuyên gia nướng gà Vân Lam Đào chia sẻ. Cháu nướng tầm 5 phút mà cả nhà. Đấy. Không đâu cháy. Đấy, xúc xích. Để thấp quá nó xúc xích đợi một tí nó đang. Thật ra xúc xích thế này là ăn rồi anh ạ. Ăn rồi nhưng mà cứ đợi cho nó đợi thơm kìm xoắn lại. Thơm hẳn luôn thì bắt đầu ăn nó mới đúng vị là đồ nướng ở quê. Ấy giời. Nó bị lỏng quá. Đấy, tí nữa phải có kìm anh em ạ. Lưu ý cho anh em khi mà anh em đi nướng gà là anh em phải mang cái kìm để mà xoáy cái thanh thép này vào để cho khi mà xoay gà nó không bị xoay ấy mới là đúng vị. Đâu quay. Còn đâu mà khi mà anh em mà không kẹp cái này vào mà lấy không lấy kìm xoáy là khi mà anh em quay nhá, con gà nó sẽ đúng một hướng rồi, nó sẽ chín một hướng nên là thịt gà nó sẽ không đều. Hình ơi. Hình, anh em nhìn này. Cầm cho anh cái xúc xích này. Về tận làng mà lấy được cái quả kìm cho anh em nhá này. Nên vừa hồi nhá. Có cả hành hành nhá, hành này hành khô, khi mà nướng gà ăn hành khô cực kỳ ngon luôn. Nhất là trong bụng này này. Đấy. Đâu đi là tí phát nước chấm. Tí nước chấm. Ô còn chưa có canh chưa? Chưa có bát. Không cần bát, cắt bằng cái vỏ lon đi. Vỏ lon được. Ăn cho nó thực chất. Dần dừa dã luôn. Anh em nhìn này, khi mà anh em nướng gà nhá, anh em là phải dùng kìm để siết chặt con gà vào, không là nó sẽ bị quay và thịt nó sẽ không chín đều. Đây là gà trống anh em nhá, nhìn quả màu, trà màu à. Cho anh em xem quả gà, cặp gà uy tín. Uy tín luôn. Ây da. Đấy. Nóng lắm anh ơi, thằng Lam cầm đi. Trời ơi, đỡ nóng. Ngọc kẹp lốt này đi. Xúc xích này. Lòng mê, bộ lòng mê. Xúc xích này thật ra là cũng ăn được rồi mà. Nó... Chưa ăn được không? Chưa ăn được à? Mai mình làm anh đi. Công nhận. Anh em nhìn này. Đấy này. Anh ơi. Gà này. Anh ơi. Để cho quay bụng này xem quả cà với đáy. Ôi anh em nhìn này, thơm không? Soi đúng ở trong lộ hết được cửa hàng. U. Kiểu kê to. Đấy, quả kê anh em khi mà lướng thì bắt đầu nó có hiện tượng ấy là bắt đầu nó phồng lên, anh em hiểu không? Khi mà nó phồng lên là nó đang là tiết những cái mỡ, những cái nước thừa trong con gà ấy. Lúc đấy là gà mới đủ chín tới, bắt đầu mới ngon. Nhưng mà phải khoảng 30 phút nữa anh em nhá. 30 phút nữa. Và đây có bộ lòng mề này. Có bộ lòng mề này. Đấy, lòng mề tất cả để trong túi bóng rất là sạch anh em nhá. Nên là rất là sạch, anh em cực kỳ yên tâm. Lúc này quay lại câu con thủy quái 5 cân thì hết rồi, lại bỏ lướng luôn đấy. Đây là đang thiết kế che trúc để Nướng lòng. Kẹp nóng lòng được. Và kẹp thêm xúc xích rồi nữa. Đấy, rất là anh em nhìn thì có chuyên nghiệp không? Ở Hà Nội anh em thành phố mấy cả anh em sống ở những nơi đô thị thì chắc chắn là xem cảnh này rất là thèm đúng không? Anh em nhìn này, lá chuối nhá. Lá chuối vừa ấy từ cây rất là sạch sẽ nhá. Về mua rau thơm đi. Đấy. Bắt có lá chuối này. Bắt tội bắt chủ. Đây Ngọc anh khả năng để chỗ này đi, để chỗ này ăn cho sạch này. Ok anh. Đây, để anh cất cái cống đi để đỡ bị chuyển nhựa. Đấy. Chỗ này sạch sẽ anh em nhá, nhìn này. Đây chỉ có con vịt chứ. Và chuẩn bị Ôi thịt này nhanh đâu. Quá tuyệt vời luôn. Không có. Ai trời. Đấy xúc xích này. Ôi mày đớp nhanh thế. Mồm vẩu nhanh thế. Đớp mẹ mày nhá. Giật thính gọi gà. Anh em nhìn này. Ở quê quản nước sạch nhá. Nước sạch để rửa rau cho anh em luôn. Và chỉ có ở quê mới có cái máy bơm kiểu này với anh em nhá. Thành phố tôi khẳng định với anh em là không bao giờ có luôn. Và đây là rau, anh biết rau gì không? Đây là lá gọi là xấu. Lá không đẹp. Lá xấu. Ăn cho thứ nhất là đỡ bị ngấy này. Thứ hai là nó có vị chua chua này, bùi bùi này. Ăn chuẩn khi mà anh em ăn đồ lướng nhá, không bị ngấy luôn. Ok chưa? Tiếp theo này. Sao chín rồi anh em nhá. Anh em nhìn này. Đấy có bị bục đâu. Đấy khi mà anh em lấy kìm siết vào thì con gà quay, anh quay cho em một đoạn này. Đấy anh em nhìn này, đấy quay nó không bị xoay con gà luôn. Đấy cái đùi đó anh em nhìn này, thơm không? Đấy. Quá là đẹp luôn. Và bây giờ là chúng mình đang set up
Hình ơi, dọn luôn ở đấy đi, dọn luôn ở đấy. Ừ, thôi mang ra xong dọn được. Đây anh em nhìn này, quá là đẹp luôn. Đấy, đây có cả lá sấu nhá. Mang đi đây. Chủ quán cho tí cái cay đây bạn ơi. Hồ ly cho tí cái cay đây cái. Mời cả nhà làm cái xúc xích cho xúc xích thì chấm tương ớt là đúng vị luôn anh em nhá này. Đấy, đúng vị luôn này. Ăn thơm. Đấy, mỗi lần phải 10 cái. Đấy. 20 cái mà anh. Còn con mà. Ô con đi kẹp vào. Anh Nam ơi, cảm nhận của anh khi ăn xúc xích như nào? Xúc xích nướng. Ăn thì cũng được ấy. Được à? Còn ngon đúng không? Đấy. Ở đây là anh em phải ăn kèm lá xấu nhá. Thơm như người yêu mới. Lá xấu này, lá xấu ăn mới ngon. Đấy, phải biết ăn đấy. Mời cả nhà nhá. Ừ, như là mấy quả xoài xanh nữa ngon. Ngon. Cũng tưởng nó phải có mấy quả xoài xanh nữa mới được. Bình mua được. Rồi hỏi thế. Đấm lại đấm cho. Không phải phải nướng nhiều nhiều cái thế thì ăn mới ngon nhỉ. Ừ. Làm khoảng độ cân mỗi lần. Nam bạn đi. Nó ngon bạn ơi. Nó ngon là. Ăn nhanh nhanh nướng. Ngon anh em ạ. Có ngon à. Ừ, ăn này đúng cách ở quê nhá. Ở thành thị làm gì có cái món này. Nó đủ hơi nóng. Ừ, nó hơi nóng. Mai còn 36 độ rồi. Đấy, anh em mà chấm. À. Ngon rồi chứ. Cái ăn này sạch không phải mút tay. Đúng rồi, ăn sạch không bị mỡ dầu mỡ tay nữa. Ở đây, bếp trưởng đang làm tiếp chục cái xúc xích. Làm này, rơi cái ống đất này, đen xì xì hết rồi. Cái đấy nó chín rồi, đây sống. Nó chuối mà. Làm chục cái xúc xích nữa anh em nhé. Để ở chỗ là tạm là chuối. Đây, món gà này. Đây là món chính. Cháy món chính rồi. Chưa chín, món chính là tí nữa. Bây giờ anh em mình đang thẩm tí nữa đã đói. Cay hết. Cay không? Ngon lú thế. Ngon thật anh em ạ. Ui. Ui. Ăn này đúng vị luôn, đúng vị là đồng quê hương đồng gió lộ anh em ạ. Con gà này đẳng cấp đấy. Con gà đẳng cấp đấy. Một cái này xúc xích này. Anh cho vào lên này. Anh phải cho vào lá chuối gì đó mình. Đây. Thôi tí rửa đi được lên đi. Nướng nó khô nó bong hết. Không có nước. Mời ăn nhá. Ăn nó bùi bùi, mới cả nó không bị ngấy. Ăn sẽ ngon hơn khi ăn bị lá xấu hoặc là lá xoăn đào anh em nhé. Quen thì xong ký vợ nó lại thèm rõ rãi rồi bây giờ. Tối lại đòi về rồi, tối lại đòi về rồi. Về thật chứ. Đòi tôi ngoại về. Sụp sụp bắt taxi về rồi. Buộc cho anh cái chậu. Anh nhét tay cái này đây, lấy cái này buộc vào. Hello anh em nhá, và đây là thành quả sau 2 tiếng anh mình làm này. Anh em mình cho máy quay gần với anh em nhá. Đấy, uống C2, ăn uống C2 cả Coca, ăn mấy gà nướng anh em nhìn này. Đấy. Chứ chắc đã giòn đâu. Thì em nghĩ là giòn đấy. Hình cho City cảm nhận về bữa ăn xúc xích vừa đấy thôi nào. Quá là đẳng cấp luôn bạn ơi. Đẳng cấp và ok anh em nhìn này. Đấy, con gà hơn 2 cân nhá. Gà hơn 2 cân và đây là nóng, là thành quả đây. Ôi. Sau 2 tiếng đồng hồ của anh em mình nhá. Quên hình không bao giờ ăn ấy à.
Đấy. Bột chân này nó ngổi. Đấy, mà nước chấm. Nước chấm là phải chấm với có tính hành khô này. Ái giời, hành khô này, lá chanh này với cả chuối bột canh vào nữa. Hợp lý. Quả ta ngon luôn. Đấy. Anh em nhìn này, đúng kiểu đậm chất đồng quê chưa? Kia làm tè ra là cái. Tôi vừa bảo vẫn thượng rồi. Ngon thật. Quả nước này là xong xong. Và nó lên liệm luôn. À, và cái món gà lướng này là chỉ có ở Phú Xuyên mới ngon như này thôi anh em nhá. Ở các nơi khác thì cũng ngon nhưng mà không ngon bằng Phú Xuyên Hà Tây mình được. À, anh em nhìn này, cái thớ thịt này. Ấy trời ơi. Cái thớ thịt gà này. Đấy, à, lộc trắng phau đúng kiểu trắng như thịt gà luôn này. Rồi phanh hàng ra rồi. Đấy này. Chín chưa? Chín. Đấy. Đó, này mới ngon. Không đỡ đâu. Anh em nhìn này. Ôi trời ơi, thèm quá, thèm quá, thèm quá. Hay nóng quá. Nóng anh nhỉ? VTV3. Vừa lướng được. Thực thượng khi về nhanh thế. Lướng đúng 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ và thành quả đây. Ôi ôi. Đấy. Quay giả ơi. Ừ. Chưa chắc đã chín đâu. Tớ đổ cho chó thôi. Anh em ơi, mời cả nhà nhìn này. Cả nhà nhìn cái quả, quả đùi gà nhá. Ngon quá, ngon quá. Đấy, đúng kiểu ẩm thực đồng quê chưa? Đấy. Đúng kiểu đồng quê luôn này. Anh em nhìn nhá. Tại vì có sự tinh cũng ngon thật sự luôn này. Ngon, ngon, ngon. Ây da, nóng quá. Xin mời cả nhà, xúc xích bị bù hết rồi à? Ủa kia, ủa, con cái kia. Sơn Đình bạn về phần nửa cái. Cái thằng Sơn Đình cắn. Anh không, anh bẻ mà. Bẻ cá đây. Bẻ. Uống nước chung cho người. Anh em không nói bậy nhá. Anh Thanh ơi, làm miếng đi. Anh Thanh làm miếng đi, ôi dồi. Anh ra đi chú. Không, làm miếng đi. Xin mời cả nhà thế. Tôi chỉ biết là anh sử dụng đồ ăn. Anh ơi, làm miếng đi. Anh làm miếng đi, trong phấn khởi đấy. Vậy tím. Ăn uống bao nhiêu đâu mà. Anh nóng lắm. Anh bỏ em hai bỏ cá bên trong đi. Mày moi thì tao nóng lắm, tao không moi được. Nóng thật. Tay ở trong đấy moi rồi này thì chịu. Nóng thật anh em ạ. Thì ăn nóng lắm. Chấm mấy bột canh, chấm bột canh cay cay này nó mới đúng vị nhá. Ây. Ôi giời ơi. Ui này. Ui. Thịt anh em nhỉ. Nè, cắt bớt cái này ra. Ừ. Sâu quá, chấm sâu bảo rồi thì đấy. Đấy. Thấy chưa, em bảo anh rồi cắt như bố mày bảo mình mua mang bát ra mà không mang. Anh ơi. Làm miếng đi. Mấy anh em với nhau rồi. Ê trời ơi. Một ơi, anh cái. Anh một người. Nóng quá. Mời cả nhà nhá. Nóng quá. Ai dạ. Ai dạ. Thề luôn với các bạn luôn, ăn mình miếng da gà này thì hết nước chấm luôn. Hết cả nước suýt luôn. Miếng hàng. Bạn Hinh ăn đi, tôi chấm cho này. Thôi, miếng ngon không. Há một đây cà đây. Tôi không ăn bạn đây. Ăn cho con giòn không? Ăn của bạn là không ngon đâu. Cà đây. Quá giòn luôn anh em ạ. Còn nữa này. Không, chín rồi. Được không? Ngon, quá ngon. Ngon không? Ngon, ngon mà lạ. Nướng lại đi. Nướng lên nước rồi. Ngon thật sự luôn đấy. Giống cái gà nướng này, ăn nó là phải mưa mưa. Ăn mát rồi. Ừ, cái mồi. Nóng nhá. 2 tiếng anh nhỉ, 2 tiếng. Cái này ăn cực kỳ giòn anh em nhá. Mà nếu có mật ong ngon hơn không anh? Không. Hay là nó bị cháy? Ăn nhỡ. À nhỡ à? Lướng này thì có hành khô ở trong bụng. Hành khô, cả cái lá mắc mật anh nhỉ. Nó mật. Chín rồi. Chín rồi, bạn ăn đi. Chết đầu. Ngon quá, mời cả nhà nhé. Mì đỏ đẹp đấy, mì có mờ mò ấy đầu màu. Gà uống muối. Em ngon quá. Cảm nhận của bạn hả? Sao? Lúc để cả con cho nó to xé là nhanh thế. Nhờ nhờ còn muối bộ bài cốt. Bạn cảm nhận nào? Ăn cái miếng thịt gà đúng rồi. Thơm như mít. Thơm như mít đúng không? Chị ăn xuống nước này. Đấy. Ngon thật. Ngon quá, ngon quá. Da ngon mà. Da nó giòn đúng không? Bạn bảo là thơm như hương lên. Đấy là thật ý nghĩa bạn tớ. Nghĩ chỉnh. Và anh em lưu ý là ăn đấy, ăn là phải kèm theo mấy cái lá xấu anh em nhé. Nó đỡ bị ngậy, nó đỡ bị ngấy, ăn sẽ được nhiều hơn. Thằng hơi như này ăn là phải kèm theo lá bèo khoai, bèo lúa. Thằng khoai. Ngon.
ăn này có ngon hơn ngoài quán không con lạ? Ngon ngoài quán. Alo alo. Các bạn cứ thử về làm như chúng tôi này xong là ăn đi, có bữa xưa cho để phần mang về cho thằng bạn nấu cháo. Nhất để mang về nấu cháo. Về từ alo một cái này. Mà đợi có alo alo. Mày nói đi, mày nói lên miệng vang. Alo. Alo ngoài mà thằng kia. Đây alo. Cái này thì hình nhá. Tí nữa tao đóng phần cho mày về lẩu cháo này. Không ăn hết để vào tủ lạnh. Tao đem ra đông. Đây cho anh nghe. Có mấy thằng bạn như thế này mày có thấy hãnh diện không? Cũng cũng. Chào má, chào má. Hình ơi lấy chân về đi xem thầy. Cứ mở đi ăn uống rượu đi, đúng không? Hình phải cắt bộ tóc phải đúng như này mới chất rồi. Thôi nhờ. Nếu chú Hào. Chú Hào. Voluntary. Ngày xưa thì không phải ngồi trên này câu anh ấy. Ok, nó lôi thật kìa. Rồi, lôi. Ui, chuột, phi chuột, đứt dây rồi, căng dây rồi. Mới quả, mới quả. Phích, tay thế. Con này có lẻ thôi. Ui, hết sạch mồi luôn này. Ui, sầm đen xì kìa. Thôi, đi ăn đi anh. Ăn gì? Ngày tháng làm tháng gì mà. Câu như hình như Nam thì không câu được. Hình nghỉ em đi. Anh còn qua cái khóa sơ luyện ở bể hút này anh còn câu được cá. Còn hình mà câu cứ ngồi một chỗ thì câu còn đâu được. Thì phải đến cái mùa Zota nó đói mức nhở cứ đào xuống nó ăn thì cũng câu được. Hình khả năng là nhiều việc câu được cá mù. Các cái máng ngoài kia cũng chỉ cần câu. À không, khả năng là câu mày câu một cái chỗ mà nước trong chảy ra mà rô phi mà nước bin nó chảy vào trong được ấy. Kiểu gì giật chúng. Nó em dòng nó chắc toàn nẻm bên dưới này. Đây, bạn tặng hình cái này về tí nữa. Nấu cháo. Hết lực cháo. Hết cả nước suýt luôn. Giống như là mệt đi. Hết mỡ. Ăn đi. Clip của bọn mình sau 2 tiếng thực hiện đến đây cũng đến lúc kết thúc thì cảm ơn anh em đã xem clip nhá. Anh em đang xem thì cho mình một like anh em nhá. Và anh em mình quê Phú Xuyên là mình khẳng định một lần nữa là chưa có ở đâu mà lưỡng gà, lưỡng vịt mà ngon như ở cái đất Phú Xuyên Hà Tây mình. Ok, bye bye anh em nhá. Nói phép.